50 triệu. Đây, cầm tiền mang đi đi. Không lấy đâu, cầm đi, lấy đi, nhận đi. Kia đây quả kìa. Đưa hết quả cho con. Chuông. Chín rồi.
quả không? Chưa? Hết rồi. Nhiều lắm rồi nhỉ. Đây nhỉ. Cô về làm gì đấy? Về đòi nhà của cô. Cháu không cho đâu. Không biết, tôi phải đòi lại nhà của tôi. Cháu mua giờ cháu ở đây thôi. Cô giờ trả tiền cho cháu, cháu đi đi. Đây là nhà của cô ở đây. Cháu không bán đâu, để cháu ở đây thôi. Đây là nhà cũ của cô ở đây, cháu bán, không bán là cô phải mua ở đây. Cô đi tìm chỗ khác mà mua đi, nhà này cháu không bán đâu, cháu ở đây thôi. Nhà này giờ cháu mua, cháu không bán đâu, cháu ở đây thôi. Cô đi tìm chỗ khác mà mua. Đây, cô lấy tiền về đây. Mang tiền về đây. Giờ cháu không bán đâu, cháu ở đây thôi. Cô cầm tiền đi về đi. Cháu không bán, cô phải bán. Đây là nhà của cô phải mua ở đây. Bây giờ cô không đi đâu nữa. Đây, trả tiền là 50 triệu đây. Đây là 150 đây. Cháu không bán đâu,
Cô cầm tiền về đi, cháu ở đây rồi. Đây, cầm tiền mang đi đi. Cháu không lấy đâu. Nhà tôi đi. Cầm, cháu không đi, cháu ở đây đâu. Cầm đi. Lấy đi. Cháu nhà tôi đi. Cháu bảo cháu cũng không đi. Cháu đi. Đi, cô nhà tao đi. Đi. Nhau. Thank you.
cho mình ăn đạn đi, thịt thì ngon lắm. Mất táo mang ấy.
đồ đạc kia đó. Các anh phải chuyển đi một thời gian. Đi vào nhà trước đi. Đi vào nhà đi con. Đi đâu về? Tôi đi hái quả đi bán. Vâng. Mẹ, bọn con đi chơi nhé. Đi chơi chỗ mát nhé. Không ra nắng nhé. Vâng. Đi chơi. Anh đi đâu? Anh cũng chưa biết được. Cái nhà dưới kia thì giờ anh không đấy nữa. Anh bán lại. Sao lại bán? Cái nhà chủ lúc trước này giờ đòi mua lại thì anh bán lại. Tìm chỗ khác ở, anh không ở đấy nữa. Đây, anh bán nhà cả ít tiền. Em cầm của anh nhé. Lấy đi. Để xem sửa lại căn nhà của em này. Anh thấy cái nhà của em thì cũng cũ rồi. Cứ cầm sửa nhà đi. Còn anh thì sao? Anh chắc phải đi làm một thời gian. Cảm thấy thì anh không ở đây. Em cứ cầm giữ số tiền đấy nhé. Chắc anh phải đi làm đấy. Tiền nhiều này em không cầm đâu. Em cứ cầm đi. Cầm xem lúc nào có thời gian thì xem sửa lại cái căn nhà của em này. Nếu không sửa nhà thì có việc gì dùng thì em cứ dùng đi. Thế là ở đây với bọn em ấy. Chắc nhà cũng nhỏ nhỏ nhưng mà nếu mà anh không có chỗ nào đi thì ở đây cũng được. Anh thì chắc không ở đâu, anh phải đi làm. Anh đi làm thời gian xem thế nào đó. Anh đi làm nếu mà lúc nào em sửa nhà thì xem anh có thời gian thì anh sẽ về hộ giúp em sửa nhà. Anh đi nhé. Em ở nhà một mình làm gì nhưng phải để ý sức khỏe. Vâng. Anh đi làm thật nhá. Nhớ giữ sức khỏe đấy. Đi cẩn thận nhé.